Corner dành cho sinh viên đại học đã xuất bản một bài báo cung cấp 15 lời khuyên về cách trộm đồ trong cửa hàng cho những sinh viên thiếu tiền. Bài báo này đã được đăng vào ngày 3 tháng 9 vừa qua với tiêu đề Nghệ thuật tinh tế của việc trộm đồ cửa hàng. Phần dẫn luận, tác giả bài viết nhận định, chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng nhà ở, trải qua mức chi phí sinh hoạt cao nhất và mức lương thấp nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng những người giàu thì vẫn giàu hơn, buộc tầng lớp thấp hơn phải sống trong lều, củng cố độc quyền của họ về nhà ở, khiến người dân chết đói vì mức trợ cấp trì trệ và mức lương tối thiểu không đầy đủ. Tác giả giấu tên khuyên người đọc nên mua sắm miễn phí. Các mẹo bao gồm đeo khẩu trang và che các dấu hiệu dễ nhận biết như khuyên và hình xăm. Sau đó đến gần bất kỳ máy tự phục vụ nào gần nhân viên giám sát chúng nhất và tháo mác kim loại. Theo báo cáo của Nine News, các quan chức chính quyền đã nhanh chóng lên án bài báo. Trong khi đó, Ủy viên Hội đồng thành phố Greens Jonathan Srirang-Anathan lại bày tỏ ông hiểu bài báo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang khủng hoảng. Còn theo một cuộc khảo sát trên toàn quốc với 1.010 người tham gia do Finder thực hiện, gần 1/5 người Úc có hành vi không trung thực tại các siêu thị khi tự phục vụ. 9% người mua hàng thừa nhận đã không quét các mặt hàng trước khi rời siêu thị, trong khi 10% khác cố tình nói dối về những gì họ đã quét để có giá rẻ hơn. Ví dụ như đặt một quả bơ lên cân nhưng nói rằng đó là củ hành. Tờ báo Semper Proviot đã từ chối yêu cầu của nhà chức trách. Tổng biên tập William Kugelman đã viết một bài chia sẻ rằng tờ báo sẽ giữ nguyên quyết định xuất bản. Bởi ông cho rằng, ngày càng nhiều người dân bị ép vào cảnh bần cùng và vô gia cư, trong khi đó các chính phủ và tập đoàn được hưởng thành quả lao động bị đánh cắp của giai cấp công nhân.